Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Anh xin chào, chị xin chào các bạn. Trời đất ơi. Chào, chào cô chú, rồi xin chào anh, xin chào chị, rồi xin chào các bạn nữa, rồi thích nữa. Ý Bi nói là like thích cho Bi á cô chú. Đó. Ơi. Con ăn mẹ. Con ăn hả? Để mẹ nói xong rồi mẹ cho ăn nha. À mọi người ơi, hôm nay mình ăn gà chiên. Gà chiên Hàn Quốc. Đó. Chị có ăn nào ăn cay hả? Ôi thích ăn cay. Dễ sợ không? Cho con xin đàng hoàng, đừng lấy cái tay xuống. Cho con xin. Ừ. Ở đây mình ba nãy ba cho con mua hai loại mọi người, một loại không cay với là một loại cay. Cái này là có sốt cay nè, đó. Thì hôm nay ăn ăn đơn giản, ăn nhẹ nhàng thôi, mình mua có một con mọi người. Vừa ăn cái này để vừa nói chuyện cho mọi người nghe luôn là ăn không mà mời mà. Nói chuyện cho mọi người nghe luôn là khi mình có một cái trang Facebook chính thức thôi, có một trang một thôi, nhưng mà hôm nay mình mới phát hiện là có một cái trang Facebook phi chi giả mọi người, là ẩm thực Hàn Quốc giả cái trang của mình, là đăng cũng khá nhiều clip của mình rồi. Thì hôm nay là tầm 2 tháng nay rồi đó, là hôm nay mình mới phát hiện ra. Lúc mà đăng clip của mình là từ lúc mà mình ở Việt Nam, thì lấy clip của mình đăng khá là nhiều luôn. Thì mình cũng không biết, tại vì mình nghĩ là kênh của mình phát triển không có, giống như cũng bình thường thôi, không có nhiều người để ý. Mình cũng không có nghi ngờ hay là không có suy nghĩ nhiều trang giả mạo nữa. Nhưng mà hôm nay tự dưng á, ăn cái bèo. Ừ, sao con ăn đi. Sao để đây kỳ vậy, ăn rồi để đây. Tự dưng lại phát hiện ra như vậy, cho nên cũng rất là buồn luôn nữa. Tự dưng lại có người giả mạo mình làm kênh, rồi có kéo clip mình về để đăng. Ví dụ như không có dừng lại ở đó mà sợ là đi xa hơn nữa, làm những cái việc mà lấy tên của mình là làm mất uy tín này nọ. Cho nên là hôm nay mình lên clip này mình nói mong mọi người vào Facebook của mình á, Facebook của mình, để một hồi mình sẽ đăng cái đường link, cái đường link của cái kênh giả mạo đó lên lên kênh, xong rồi mọi người nhờ mọi người giúp đỡ, là mình nghe nói là có nhiều người báo cáo thì cái kênh nó sẽ bị khóa, cho nên mình xin nhờ mọi người là báo cáo giùm mình cái kênh ẩm thực Hàn Quốc đó, để cho cái kênh bị khóa, tại kênh nó giả mạo mình, không phải là cái kênh của mình. Đang gầu hết biết, tự dưng không nghĩ là có người lại làm vậy với mình luôn. Tại hôm bữa mình có nghe là chị Linh bên Úc nè, là cũng bị nè, bé Quyên cũng bị nè, nhưng mà mình không nghĩ mình bị, nhưng mà hôm nay là mới phát hiện ra. Nhưng mà thật ra là bị lâu rồi mình không hay á mọi người. Đó. Biết mà ai làm cái là thời tặng cho một trái sầu riêng luôn. Hồi nãy nhờ con ăn thử. Mấy cái này là con ăn rồi, con ăn không hết thì để đây chứ không có để qua đây được nhá. Hả? Ừ. Không có ăn vậy được. Cái này ăn. Gì đó hả? Hả? Con ăn cái nào? Ăn cái nào nữa? Cái tay kia quá trời, cái tay kia dơ, cái tay coi cái thấy ghê không? Trời ơi, đeo hai chiếc nhẫn. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Để mẹ đi lấy giấy cho nghe. Dạ, dạ. Dạ. Ừ. Hồi nãy giờ con xôi dạ. Ừ. Hồi nãy giờ con xôi dạ. Giờ ba lấy giấy cho con để mẹ chùi cho nè. Đó, đưa đây. Ăn cái này là ăn bóc nó mới ngon á cô chú. Nó cầm không ngon. Cầm đũa không ngon phải không? À. Ăn bóc mới ngon phải không? Dạ. Cái gì trời trời? Đừng có nói cái gì trời trời hoài. Đừng có cái nói gì trời trời. Không có nói hoài. Không có nói cái câu đó hoài. Cái cánh. À, nhiều người nói mình làm gà hay làm vịt hay mình ăn cái đùi ngon mình ăn hết. Không có cho ba cho con ăn. Nhưng mà thật sự ra là mọi người để ý kỹ một chút xíu nữa là mình hầu như mình không ăn cánh, ăn
ăn gà, không phải mình không thích ăn, mình rất thích ăn cánh, nhưng đặc biệt là ba chai quan đó mọi người không thích ăn đùi, chỉ thích ăn cánh thôi, cho nên là mình nhường cái cánh cho ba chai quan rồi mình ăn đùi. Baby cũng thích ăn đùi nữa đó, chứ không phải cái đùi ngon mà dành ăn đâu, mà tại vì mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau nên chia phần. Cái này là ba chai quan gọt nè. Nghe gầm gập gầm gập luôn. Yeah. Này nó cộp 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 cộp. Vậy đó hả? Nên cái này nó ướt đó. Này đó. Cái này ướt. Cái này á có cái ướt cho nên nó không có nghe gộp gộp. Này. Hôm nay con ăn cái gì nè? Ăn thịt gà. Ăn thịt gà. Gà chiên. Xương. Xương. Hôm nay ba chai quan mua cái quán mới, không phải cái quán cũ mọi mọi người mình ăn. Cái quán cũ mọi người mọi khi mình ăn á, hôm nay đóng cửa mọi người. Ngon quá. Cho anh thông báo cô chú là nghỉ học đi. Con được nghỉ học rồi. Bắt đầu từ hôm nay Bia được nghỉ học rồi mọi người. Nghỉ học một tuần, không có nghỉ nhiều mà nghỉ một tuần, nghỉ đến thứ hai tuần sau mới đi học lại. Vì chơi chung của mình cũng đang căng thẳng, u ám, cho nên là nghỉ. Học sinh với các cái chỗ mà đông người á. Mới chia đây. Thì được nghỉ. Mẹ nữa con cho nữa con chứ. Con này cầm gì ăn nha. Ăn đi. Con ăn đi. Bị lại mê rồi phải không? Mê món này phải không? Thích không? Rồi, ba mua cho con á. Con có cảm ơn ba chưa? Con ăn có cơm cho em. Con ăn coi. Sắp vừa dưới trời. Không ăn hết được đâu. Vì con ăn nào? Ăn nhỏ nhỏ nha. Nhỏ. Nhỏ nè, nhỏ nè. Đó, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Bự giữa trời không ăn hết được đâu. Ăn gà chiên á là phải ăn cái loại đó, không có ốp gia vị trước rồi mới ăn cái tới cái kia. Cái ốp gia vị mà ăn trước rồi cái ăn là cái này nó bị dở mọi người. Ốp gia vị nó ngọt ngọt mặn mặn á. Hay là tùy theo cái khẩu vị mỗi người. Giòn khấu luôn á. Có một cái loại gà chiên á, họ lóc thịt ra hết luôn, chiên thịt không à, cái đó ăn dễ lắm, không có xương luôn. Mẹ ơi. Ăn đi. Không có ăn đi. Sao vậy? Bự quá. Bự quá ha. Ăn cái này phải uống bia. Nhưng mà ba cho qua nó không thích uống bia. Cái nhà nào mà uống bia á là không nên mà. Vậy đó hả? Ok đi con. Ba nhân quanh mà uống bia á là không có chịu ăn mọi người, ăn ít xịt à. Làm hầu như là không tốn mồi luôn á. Đó tôi à. Đợi gì ăn vậy nè. Ba nhân quanh không có chịu uống bia.
vậy? Sao nước không có vậy? Con thích uống nước này hả? Cổ có tay kìa. Nước này cho mẹ ấy kìa. Không tay. Uống cái này nhiều đau bụng nha. Ôi. Tắm cho chưa? Ấp đây chưa? Nước của cải trắng chua chua ngọt ngọt này. Con có croquette. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái tay này. Sao vậy? Nó biết đau xương. Không có xương, không có hộp đâu. Cái nho này không có hộp. Nè, ăn để đi. Ừ. Cái lợn nho này không có hộp mọi người. Không có hộp. Không có hộp. Nho không có hộp mà nho ngọt ngay luôn. Bị nghe học ở nhà bị buồn không? Bị có nhớ bạn không? Dạ. Nhớ bạn phải không? Dạ. Nhớ bạn là sao ta? Ba cho quên làm cái đầu cái mình con thỏ nè. Không phải. Con mèo, con mèo hả? Dạ, con mèo như này á. Mẹ có nó mèo mèo. Cái này là cái gì đây? Cái này mèo. Hai cái này là hai cái gì đây? Mèo. Hai cái lỗ tai. Lỗ tai. Lỗ tai con. Lỗ tai ăn nha. Con có lỗ tai không? Dạ. Lỗ tai đâu? Lỗ tai này nè. Mắt đâu? Nói vậy. Dạ. Uống nước cái mẹ. Khá cái nước này lắm phải không? Dạ, sao nước không có hoài rồi? Dạ, nước không có hoài rồi. Trời ơi, uống này nhiều bị đau bụng á. Ăn gà riêng á, phải có cái củ cải ngâm chua chua ngọt ngọt mới ngon mọi người. Không có là ăn ngán á. Sữa nữa là uống bia không à? Bia nó chi hả? Ừ. Sữa không uống cái kia đâu. Không uống bia. Bia không uống bia đâu. Sao vậy? Bia nó uống được. Cái này là cái gì nè? Cái này là cái gì nè? Con nho. Ừ, nho. Cái này là cái gì? Con. Cái này là quýt. Ừ. Con thịt gà, Nhớ clip mà ở Việt Nam á. Con thịt gà mua không? Thịt gà mua, con đi mua thịt gà. Con nói là thịt gà mua không đó? Dạ, thịt gà nữa, Ừ, đi mua thịt gà. Đi mua thịt gà, lên đại xe nữa. Đi cùng dùm. Ừ, ừ. Nè, đừng có... Nè. Đó là sướng. Gì đó? À. Sướng. Con thử nó con coi. Con thử ăn mà. Con có coi lại clip đó không? Dạ. Lúc đó là Bi hồi trẻ đó. Hồi trẻ Bi chưa. Ừ. Bi nói tình gà mua đó. Đi bắt chó con á. Dạ. Nó ăn cái gì cho mày. Ừ. Đi đi bắt chó con nhớ không? Nè. Cho mẹ qua đó. Nó bắt chó luôn. Ừ hả? Dạ. Chó mẹ. Ừ, chó mẹ qua nó cắn chết luôn. Dạ, chó mẹ như... Gì đó hả? Gì đó? Sợ quá. Chó mẹ mà biết chú mỏ gì đó hả? Đâu bị chú mỏ cho cô chú coi kìa. Chú mỏ à? Mẹ. Này. Con no rồi. Con no rồi hả? Dạ. Vậy con chào cô chú đi, con hỏi ba no chưa nè. Hỏi ba no chưa? À, ba phê bơ đó. Ừ. Ừ. Bây giờ no chưa? Dạ. Rồi con xin chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú và bạn tiếp theo. À, rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. À, nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.